Vâng, hôm nay giáo xứ Thọ Hòa chúng ta sẽ cùng đồng hành với giáo phận Xuân Lộc trong chương trình Cung Kính Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ giáo xứ Xuân Thiện về giáo xứ Thọ Hòa. Và trước hết xin giới thiệu đôi nét về giáo xứ Thọ Hòa. Giáo xứ Thọ Hòa đúng như tên gọi là một giáo xứ đạo nhỏ bé hiền hòa, hình thành từ năm 1978 với những giáo dân hiền lành chất phác, là những người nông dân đi khai hoang vùng kinh tế mới. Đời sống kinh tế và đức tin lúc bấy giờ còn gặp nhiều khó khăn trở ngại. Địa giới giáo xứ Thọ Hòa nằm dọc theo tỉnh lộ 763 từ cây số 7 đến cây số 10, thuộc cụm dân cư địa bàn ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trước kia là một họ đạo trực thuộc giáo xứ Thọ Lộc và là một trong các họ đạo được nhiều sự quan tâm của giáo phận Xuân Lộc. Đã có nhiều vị mục tử đến để thăm viếng mục vụ. Năm 2009, với sự quản nhiệm của cha Giuse Lê Như Sắc đã cho xây dựng ngôi nhà nguyện làm nơi thờ phượng xứng đáng, thay thế cho những nơi tạm bợ trước kia. Năm 2011, với sự quản nhiệm của cha Giuse Đinh Thế Truyền, giáo điểm truyền giáo Thọ Hòa đã được đức cha giáo phận cho phép nâng lên hàng giáo xứ. Đến ngày 27 tháng 9 2012, giáo xứ Thọ Hòa chính thức được đón nhận vì một tự chính xứ tiên khởi là cha Giuse Maria Nguyễn Duy Tân về coi sóc đoàn chiên và chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn giáo xứ cho đến nay. Đây, bao gồm đây. Và giờ đây, sắp đến giờ xuất phát, kính mời các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn chúng ta nhanh chóng hoàn tất các công việc để đi nghênh đón Đức Mẹ Fatima. Xin kính mời tất cả tập trung và nhà xứ để cha sẽ cử hành nghi thức xuất phát và ban phép lành cho tất cả chúng ta. Fatima Thánh Du qua các giáo xứ hội dòng trong giáo phận. Thánh tượng Đức Mẹ Maria Fatima được cung kính từ trung tâm hành hương Fatima Bồ Đào Nha và đã được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, làm thất tượng ngày 12 tháng 12 2017 nhân dịp lễ tạ ơn ngày giáo phận tại trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, đồng thời kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima để nhắc nhở mọi thành phần tín hữu trong giáo phận luôn chuyên tâm thực thi ba lời nhắn nhủ của Mẹ Maria: hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim mẹ, hãy siêng năng lần hạt mân côi để mẹ cứu thế giới và ban hòa bình cho nhân loại. Và hôm nay, ngày 26 tháng 7 2018, cha giáo xứ sẽ cùng với toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thọ Hòa tiến hành hoàn tất các công việc chuẩn bị chú đáo để khởi hành đi đón rước và cung nghênh tượng Đức Mẹ Maria Fatima Thánh Du một cách trọng thể tại giáo xứ Xuân Thiện về với giáo xứ Thọ Hòa chúng ta. Và giờ đây, đoàn xe cờ hoa rực rỡ đi nghênh đón Đức Mẹ đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Bà cha cũng đã ban phép lành, xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả chúng ta. Kính mời cha cùng cộng đoàn chúng ta bắt đầu xuất phát. Tiền trống.
Thank you.
Gió nó thổi bay hai đứa mày luôn ấy. Vâng, và bây giờ là 18 giờ 10 phút. Đoàn rước kiệu và cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ giáo xứ Xuân Thiện về giáo xứ Thọ vừa đến khu vực kho tám mẫu thuộc trước kia là thuộc nông trường Thọ Vực, nay thuộc về khu chế biến của thuộc xã Xuân Bắc, giáo xứ Xuân Bắc, và cũng gần giáp ranh của giáo xứ Thọ Hòa. Vâng, đoàn rước ngày hôm nay của giáo xứ Thọ Hòa chúng tôi rất đông. Đi đầu là thánh giá trên cao, kế tiếp là xe của cha chánh xứ, và kế đến là các ban ngành đoàn thể cùng đi đón rước Đức Mẹ, và sau nữa là một đoàn xe ô tô, và đi sau cùng là xe kiệu Đức Mẹ Fatima, sau nữa là cộng đoàn cùng đi của giáo xứ Xuân Thiện cùng bà giáo xứ Xuân Bắc cùng đưa Đức Mẹ về đến giáo xứ Thọ Hòa chúng tôi. Xíu mình đi đẹp luôn.
hay trực tiếp gì vậy? Chỉ mình tôi hay là công khai? Phát công khai. Đã kêu chỉ mình tôi. Cái này phát công khai. Đã kêu chỉ mình tôi thôi. Công khai cái hồi chưa mới là chỉ mình tôi. Từ từ, cha nói là sao? Đã kêu phát công khai hết ra. Ê, phát là chỉ mình tôi thôi. Tao không biết gì cái từ cứ phát, tao cho nói. Rồi. Chứ tự nhiên phát livestream mà đi phát chỉ mình tôi. Đã kêu. Tao quay máy này rồi. Phát này cũng quay được máy đúng không? Cái này nó quay được. Thôi đi, cắt vào trong bờ nào, ý vô, nó đỡ, đi, vô đi anh nha.